Hello, xin chào các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Thì mình mời các bạn tiếp tục cùng mình đi tham quan khu đô thị Phú Mỹ Hưng nha các bạn. Khu đô thị đẳng cấp nhất Sài Gòn á. Đây là hồ Bán Nguyệt nè các bạn. Này buổi chiều tối cái con đường mà ven hồ nè, đèn đuốc rồi nhìn đẹp dữ lắm. Nhìn này, lung linh. Giờ buổi trưa nắng này thành ra nó cũng vắng vẻ, không có gì là đặc sắc. Hồ Bán Nguyệt này thuộc quận 7, Phú Mỹ Hưng quận 7. Đây là cái cầu Ánh Sao nè. Đây mình quay cầu Ánh Sao cho các bạn xem nha. Cách nay khoảng 10 mười mấy năm về trước là Phú Mỹ Hưng này giống như là một hiện tượng nha các bạn. Lúc đó là người ta đi tham quan cái cầu Ánh Sao với hồ Bán Nguyệt này phải nói là rất là nổi tiếng luôn á các bạn. Mà mình cảm giác như hình như cái thời điểm đó nó Phú Mỹ Hưng sung hơn bây giờ, là sau một cái trận dịch là mình thấy rõ luôn Phú Mỹ Hưng làm như nó cũng có phần nào đó bị lắng lại bớt, như mấy cái khu phố mà ẩm thực Hàn Quốc rồi đó, bây giờ tiêu điều chân. Đây có mấy người du khách Tây người ta đang đi tham quan. Cái khu đô thị Phú Mỹ Hưng này là thuộc nằm ở phía nam của thành phố nha. Có 70% là vốn của Đài Loan, còn 30% còn lại là vốn của Việt Nam. Những cái khu đô thị này phải nói là khu đô thị gần như là đầu tiên mà phải nói kiểu mẫu của nước Việt Nam mình luôn á. Đây là mình đang bước đi trên cầu Ánh Sao nè các bạn. Này buổi trưa là nó không có ánh đèn, nhìn nó không có được đẹp lắm. Cái này buổi tối rồi nó phun nước rồi ánh đèn rồi chiếu vô đó, thấy lung linh huyền ảo vô cùng các bạn. Còn giờ đi buổi trưa thì nó không có đẹp như kiểu ban đêm, nhưng bù lại nó giống như không gian này nó yên tĩnh vắng vẻ. Một mình là sở hữu cả một cái view đẹp như thế này cũng có cái hay riêng của nó. Này đứng từ trên cầu Ánh Sao đứng nhìn xuống hồ Bán Nguyệt nè các bạn, nhưng đúng là Phú Mỹ Hưng quá quá đẳng cấp ha, này cũng đẹp quá trời đẹp. Còn cái góc này mình nhìn xuống y như cảnh quê luôn các bạn, sông nước mênh mông luôn ha. Nhận ở giữa thành phố mà nên có đủ các cảnh, cảnh thành thị cũng có mà thôn quê cũng có. Nhìn đứng nhìn góc này là đâu ai nghĩ là đang ở trên thành phố đâu, nhìn y như là về quê luôn ạ. Nhìn
nhận cái cầu này nó làm cái đường cong cong uốn lượn nhìn đẹp ghê luôn ha. Đứng dưới này gió mát, gió hay hay luôn. Mình đi thì mình bỏ xe bên đó không biết hồi quay trở lại chiếc xe mất tiêu luôn, coi như là xong phim luôn á. Lo mãi mê quay mấy cảnh đẹp. Qua tới bên đây có mấy cái đồi cỏ luôn, quá đẹp, nhìn mát mẻ. Này đứng góc này nhìn lại cũng quá đẹp nè các bạn, để mình chụp hình quay phim lại mấy cái đoạn này. Nhìn cái cầu cong uốn lượn thật là quyến rũ ha. Xe mình đậu dưới đó không biết có bị gì không đây, cũng hồi hộp các bạn, biết rằng ở trong khu Phú Mỹ Hưng chứ cũng không yên tâm. Rồi có ông nào lại đứng gần gần cái xe mình nhỉ? Để mình đi nhanh nhanh, nó có làm dở trò gì không. À không phải, không phải, xin lỗi. Ông đứng bên xe của ổng mà mình tưởng đứng bên xe của mình.
Rồi để mình quay nó cảnh này cái nữa là đi được đó. Quá trời nóng nực à. Nắng trời nắng đổ lửa luôn các bạn. Đây là hồ Bán Nguyệt nè, buổi chiều tối là nguyên cái con đường mà bên bờ hồ này là đèn nó sáng trưng luôn các bạn. Rồi, clip mình xin kết thúc tại đây các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Cho mình một lượt like, một lượt chia sẻ để động viên tinh thần mình nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Bye bye.